Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức. Thì các bạn biết đấy, người phụ nữ thời 4.0 này hoặc là cái thời ngày xưa cũng thế, bao giờ cũng thế các bạn. Thì kể cả nước ngoài lẫn trong nước thì phụ nữ theo các bạn có nên sống dựa dẫm vào chồng không? Thì theo mình không nên dựa dẫm vào chồng. Cái thứ nhất là cái gì mình làm ra nó là quý giá, là cái công cái sức của mình làm ra thì tiếng nói nó mới có giá trị các bạn ạ. Và nếu như mà bạn không có nghề, à không không tự lập mà cứ dựa dẫm vào chồng thì mình phải nghĩ xa các bạn. Cái này thì không ai mong muốn nhưng mà cũng phải tính đến. Ví dụ như nếu bạn dựa dẫm vào chồng, một lúc nào đấy không may vợ chồng tan nát thì bạn bấu víu vào đâu? Và cái thứ hai nữa là không may một cái người chồng đó người ta gặp vận hạn, gặp một cái gì đó thì người vợ biết sống sao đây? Nó rất là chới với, rất là khó khăn các bạn. Chứ bất kể thời đại nào, người đàn bà cũng nên tự lập, đừng bao giờ tính đến dựa dẫm vào chồng con. Mà đừng có cái câu là bờ vai thì bờ vai thôi, nhưng mà mình phải biết và mình phải vận động cái thân thể của mình để cho cái tiếng nói của mình nó có giá trị. Và cái người chồng không bao giờ người ta có thể là ăn hiếp được mình các bạn, vì có rất nhiều đôi nhé, vợ hèn đớn, chồng nói vợ. Ví dụ như vợ ở nhà, chồng đi làm về hạch sách, ở nhà làm cái gì, ở nhà không làm cái nọ, ở nhà không làm cái kia, tao đi làm tối ngày, tao đi làm mày ở nhà mày chỉ việc ăn thôi, xong rồi mày đi ngồi lê lắm chuyện, hoặc là rất rất nhiều các bạn ạ. Rồi bất kể một cái gì cũng lôi ra nói. Cho nên là mình phải tự vận động và mình phải tự làm ra cái tiền mà cái công sức của mình thì cái tiếng nói của mình nó mới có giá trị với người chồng. Và người chồng không bao giờ ăn hiếp được mình các bạn. Đấy là mình nói là cái về cái ăn hiếp. Thế còn cái mà cũng như mình vừa mới nói đấy, là không may mà người chồng vợ chồng tan nát chia sẻ chia rẽ thì cái người vợ nó rất là chới với, bởi vì là quen sống quen sống dựa dẫm vào chồng rồi. Hoặc là cái người chồng không may bị không may mắn đi, mình cũng không muốn nói ra rõ ra, không may mắn thì cái người vợ biết sống làm sao, biết sống làm sao được, rất là chới với, rất là khó khăn các bạn ạ. Chính vì thế cho nên là dù ở thế giới nào, ở cương vị nào, các bạn cũng nên tự vận động, đừng bao giờ dựa dẫm vào chồng, đừng bao giờ dựa dẫm vào cái người đàn ông. Cũng có người người ta biết, người ta thông cảm, người ta thương yêu, người ta nói là cái người đàn bà người ta, người vợ mình chân yếu tay mềm và ở nhà bếp núc rồi con cái chăm chăm con chăm cái còn vất vả hơn là cái người chồng đi làm. Nhưng mà có những người chồng người ta không hiểu, người ta về người ta thấy cái gì người ta cũng nói là ở nhà không làm cái nọ, ở nhà không làm cái chai, nó rất là khó nhưng người ta không hiểu được. Nhưng cái người ở nhà người ta còn khổ, còn vất vả hơn là cái người đi làm chính các bạn. Nhưng mà người ta đi làm chính thì người ta lại có quyền, người ta nói to. Nên các bạn cứ ngẫm mà xem, rất là khó khăn. Bởi thế cho nên là mình khuyên các bạn, đừng bạn nào mà nghĩ là sống dựa vào chồng con. Mặc dù chồng có tài có giỏi đến mấy chăng nữa cũng là mặc kệ chồng. Việc chồng tài giỏi là việc của chồng, còn mình tự lập vẫn phải là mình tự lập, đừng bao giờ dựa dẫm. Cái đồng tiền mình làm ra ấy, mình tiêu cái gì cũng được, mình làm gì cũng được. Còn nếu mà mình dựa chồng nhé, bất kể mình muốn làm cái gì
mình cũng phải ngửa tay xin. Ngửa tay xin rồi phải trình báo, đi mua cái nọ, đi mua cái chai, đi mua về có khi lại phải chìa trình báo cái giấy mua ra, rồi phải trình cái đồ mình mua những cái gì ra. Rồi có thể cái người chồng ấy lại kêu, ví dụ như là đi mua cái đôi giày hoặc là cái bộ quần áo chẳng hạn, chồng thì kêu đắt, không làm ra tiền, đã không làm ra tiền lại còn ăn chơi xịn, mua cái gì cũng mua đắt, sắm cái gì cũng sắm đắt đấy. Bất kể một cái gì là cái tiếng nói của mình nó không có giá trị, là mình hoặc là mình có muốn giúp đỡ anh em hoặc là mình muốn cho tặng một xíu xíu thôi thì mình làm ra thì nó dễ. Còn cứ ở nhà, dù chồng yêu thương đến mấy chăng nữa, các bạn cũng đừng bao giờ là dựa dẫm vào chồng về kinh tế các bạn nhé. Các bạn nên nhớ cái điều đấy. Thì dù yêu đến mấy nhưng cái người người ta đi làm ấy là người ta xót. Người ta làm là người ta thấy đổ mồ hôi sôi nước mắt, vất vả, người ta xót. Còn cái người ở nhà ấy, người ta không làm ra tiền, người ta không xót. Và ăn chơi, đi shopping chỉ thích diện, thích ăn mặc đẹp, thích mua đồ xịn. Tâm lý ai cũng thế, những người không làm ra tiền thì lại tiêu hoang, còn những người làm ra tiền thì người ta lại chặt chẽ, đúng không các bạn? Bởi vì người ta làm ra tiền, người ta thấy nó sót, làm nó khó, kiếm nó khó, trên người ta tiết kiệm. Còn những người mà không làm ra tiền ấy, đồng tiền cứ từ trên trời rơi xuống ấy, tiền của chồng làm ra mà mình tiêu thì không thấy sót. Nhưng khi người tiêu mà người chồng người ta nói thì bắt đầu là tự ái, là lại nói cho cũng cằn nhằn, rồi không thương vợ thương con rồi này khác. Nhưng mà các bạn phải lên nghĩ ngược lại, là nếu mình là cái địa vị của cái cương vị cái người chồng, người ta đi kiếm tiền, mình mà mình ở nhà mình tiêu như thế thì mình có nói không, có sót không? Ai cũng thế thôi các bạn. Cho nên Tết tốt nhất, nếu như các bạn muốn tự thân vận động, muốn tiêu đồng tiền của mình cho nó thoải mái, cho nó tự do, cho nó sướng mà không ai người ta đếm xỉa đến, thì tốt nhất các bạn phải bỏ sức lao động, phải đổ mồ hôi nước mắt ra, thì cái đồng tiền các bạn tiêu nó sẽ rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Mình thấy rất nhiều người cực kỳ khổ, không làm ra tiền chồng chi, rồi ôi coi nó to lắm, mà tiêu thì không dám tiêu, tiêu cũng sợ chồng nó cằn nhằn, nó kêu ca, nó phàn nàn. Và cuộc sống nó rất là khổ. Cuộc sống mà dựa dẫm chồng mà không tự lực được ý, rất là khổ các bạn ạ. Cho nên là bản thân mình thế thôi, từ xưa đến nay nhé, mình toàn tự lập hết. Mình không được dựa chồng mà cũng không bao giờ dựa dẫm chồng, toàn tự thân vận động, cho mình, cho con, cho cái, anh em, tất cả mọi cái là cũng tự vận động hết. Cho nên các bạn nên nhớ rằng bất kể thời đại nào, kể cả thời xưa và thời nay, nếu như mình tự kiếm ra đồng tiền, mình tự làm ra của mình thì nó thoải mái, nó dễ chịu cho bản thân mình, và không có ai người ta nói vào đâu được. Đấy là cái, còn đấy là nói đến người ta nói. Còn cũng như mình vừa nói đấy, không may cái người chồng người ta bị làm sao đấy. Có, mình thấy rất nhiều đôi nhé, ông chồng đang là trụ cột gia đình, đang là kiếm ra tiền nuôi cả gia đình, không may bị vận hạn, người vợ không chịu được, lập tức bỏ đi, bỏ chồng bỏ con đấy các bạn thấy. Nên rất nhiều trường hợp đấy ở trên cái xã hội này rất là khổ. Cho nên những cái người chồng ấy cũng không nên nhu nhược và bắt cái người vợ ấy phải đi làm, phải đi làm. Khi có vấn đề gì người ta vẫn vươn lên được các bạn. Còn nếu không ấy, người ta quen sống dựa dẫm rồi và mình, người ta không dựa được mình nữa thì người ta không chịu được và người ta sẽ bỏ đi và người ta tìm cái cuộc sống mới để người ta dựa tiếp. Cái này các bạn nên là các bạn xem có thấy đúng không? Bởi vì chỉ có sống dựa dẫm mà chưa bao giờ nghĩ đến là nó giống như cái cây tầm gửi ấy. Nên khi mà cái cây nó chết rồi ấy thì cái cây tầm gửi cũng chết theo. Con người cũng vậy. Mà khi mà người ta không chịu khổ được,
người ta quen dựa dẫm rồi. Một khi xảy ra thì người ta sẵn sàng, người ta bỏ đi và người ta tìm cái chỗ dựa dẫm mới mới. Cái này rất quan trọng các bạn. Ok, thì mình chia sẻ cái video này đến đây. Mình xin phép dừng video. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các bạn nhé. Các bạn ơi, ủng hộ nhé. Bye bye.